Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 10 để đánh giá tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố năm 2022, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Phan Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Phan Quảng nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề đánh dấu sự phục hồi và phát triển trên các mặt kinh tế xã hội thành phố sau 2 năm 2020 và 2021, chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt chủ đề, công tác nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát, kinh tế thành phố có tốc độ phục hồi nhanh, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật nhất, GDP năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021 và đứng thứ 3 trong cả nước. Và báo cáo với hội nghị là về quy mô của nền kinh tế của chúng ta thì hiện nay là cao hơn khoảng 5% so với quy mô của năm 2019. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 120% dự toán. Dù vậy, Thường trực Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng kinh tế thành phố phục hồi khá nhanh nhưng chưa đồng đều, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị còn nhiều thách thức. Về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong năm, các cấp ủy tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản với nhiều cách làm mới, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và đảm bảo theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ phát sinh một số vấn đề hạn chế như việc nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là ở các cấp ở cơ sở, chỉ đạo thực hiện nghiêm tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, chấn chỉnh tình trạng nể nang, ngại va chạm và sợ trách nhiệm. Dự báo trong thời gian đến, thành phố vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tập trung cho ý kiến về các định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và dự báo kịch bản năm 2023. Từ đó xác định chủ đề năm 2023 mà Ban thường vụ Thành ủy dự kiến là năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.